bắt gặp Kim Ngân đi lang thang, còn lượm rác đói rã rời mà không có gì để ăn. Sau thời gian dài giúp đỡ ca sĩ Kim Ngân khỏi mảnh trời chiếu đất, nhưng liên tục gặp phải những rắc rối và ồn ào không đáng có, mới đây khi gia đình Kim Ngân, đặc biệt là mẹ ruột của đánh chí xuất hiện, Thùy Nga đã chia sẻ rằng cô sẽ ngừng giúp đỡ Kim Ngân để nữ ca sĩ trở về với sự chăm sóc của gia đình. Mới đây, nghệ sĩ Kim Tiểu Long đã cho biết bất ngờ gặp lại ca sĩ Kim Ngân sau thời gian không có Thùy Nga cận kề chăm sóc. Khá bất ngờ khi thấy Kim Ngân ốm hơn trước rất nhiều. Khi được Kim Tử Long hỏi tên thì Kim Ngân có vẻ không nhớ ra tên của Kim Tử Long. Còn thấy nữ ca sĩ lùm thùng giấy mang bên người, nhìn thấy cảnh này khán giả không khỏi xót xa, lo sợ sẽ không xa, Kim Ngân lại quay trở về cảnh lang thang, màn trời chiều đất, không ai chăm sóc có thể thấy, thời gian bên cạnh Thùy Nga, Kim Ngân đã ổn định hơn nhiều, tắm gội, sạch sẽ, da dẻ trắng trẻo. Vậy là từ đây, Thúy Nga không còn ở bên chăm sóc Kim Ngân nữa. Nhìn lại hành trình Ngân Nga cùng với sự xuất hiện của Kim Ngân, một số bộ phận khán giả đã để lại bình luận như sau. Rồi xong, nay cô bệnh lại rồi, nói đi không nổi là hiểu luôn. Không bên cạnh Thúy Nga, cuộc đời sẽ khổ, mình đoán không bao lâu cô sẽ trở lại như cũ, khu máy giặt chào đón cô quay lại. Kim Ngân than đói, mệt đi không nổi, nhưng không lên xe đi cùng, thương chị Kim Ngân quá. Nhưng chắc không ai dám giúp chị Kim Ngân như Thủy Nga nữa rồi. Hôm nay thấy Kim Ngân ôm thùng giấy ngoài nắng, gặp Kim Tiểu Long, không nhớ tên và, cô ấy còn nói đói. Kim Tiểu Long mời đi ăn, sẽ nói không đi nổi, thấy vậy là biết Kim Ngân trở lại như xưa, không còn tỉnh táo, thật tội nghiệp. Nay em thấy cô bị bệnh lại nhiều rồi, không tinh thần được như tháng trước. Thương cho Kim Ngân quá, hôm nay Kim Ngân không được bình thường hơn trước rồi, cảm ơn Kim Tiểu Long đã giúp đỡ cho Kim Ngân. Chị Kim Ngân thấy bệnh lại nữa rồi, người trầm cảm phải có người hài hước như Thùy Nga, làm chị Kim Ngân vui lên, không còn thấy buồn nữa rồi sẽ tốt hơn, cảm ơn Kim Tiểu Long. Lại thấy thương chị Kim Ngân nữa rồi, mấy hôm nay giận Kim Ngân vì bỏ Thùy Nga, nay gặp lại thấy chị bệnh nhiều, thấy thương chị quá. Rời xa cô danh hài Thủy Nga, cô ca sĩ Kim Ngân tội quá, gầy gò ốm yếu, trí nhớ lại điên dại, khổ quá, thương cô Kim Ngân nhiều quá. Cuộc đời là cõi tạm, mong mọi người đừng sân si nữa, hãy vì nhau, yêu thương nhau cho cuộc sống được vui vẻ, hạnh phúc, bình an.